Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh con tròn để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi với chi tiết tô màu nhé các bạn. Con cua này. Con cua. Con cua. Quên cái hôm có kể em xuống dương thì không? Không. Mấy hôm nay con đi chơi mình quên à? Đủ đi mới là mà tận. Con đi đâu? Chắc. À, mấy hôm nay con đi chơi với em xuống dương nhé. Là em xuống dương nào đấy? Kêu cái hôm là hồi còn đâu xem là đi chơi với nó bốn buổi nào? Đi chơi bốn buổi nào? Đâu đi ăn đi uống rồi buồn như thế nào ba buồn lại một toàn mà không lấy gì so bảo là buồn còn nhiều thật là nhiều nhưng mà thực tế yêu cái đẹp nó cắt đi chờ mấy buổi đây bảo yêu rồi yêu cái con chim này chờ phải mình cái nào mới yêu đã bảo rồi yêu cái con chim đây con chim yêu mà chết rồi suốt ngày yêu cho cứ đẻ là một vấn đề yêu rồi và lâu không yêu ăn nhai thôi ta để chơi thôi yêu để nói đẻ là này cao quá vấn đề yêu đi sao mới được lên 47% này nè mẹ cái nè đang quen nổ đây hơn nữa nổ đây mẹ anh có đèn thành này hôm đầu phải đi làm gặp thành mà nó nổ thì tất cả là tại thành đây hiện tại đây sao đầu tiên mình sẽ đi chọn màu tôi chọn bức tranh của mình bạn sẽ chọn màu của mình tôi gồm nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình muốn là thành bom này các bạn ạ cười lên cái thế nào bạn đang nhiều mặt khẩy ta bảo rồi không nói chuyện chạy cho bạn bố mày ra cũng dùng thắng lợi nó xin cãi cả không nói chuyện này con nào xuống dương chả biết gì sống nào một nhà lò lò thì không biết dương là yêu nào xuống dương rồi nói chuyện yêu thì không yêu thì mất rồi yêu dần dần nói chuyện yêu thì không yêu này ừ đúng là dần đi đi ăn 3-4 hôm chưa rời có hôm nào bảo đi ăn bây giờ so với làm cứ chỉ cho bú đó bú đi đâu xem cái hôm mình ấy, hôm qua khi hôm mình như này mà đi tám đi phải 2 tháng một nó bảo đâu xem một chai rượu chai tao nghe đi mẹ uống vắt vã trong đây tưởng đeo hiểu uống vắt vã trong đây một chai C2 không biết ở lúc nó đỏ ra khi ấy về cái bên cái ban như ở đài đài cái đấy ui rồi sò lúc đấy mình nó là con kiểu giống như đồ nướng nhưng mà úp thế thì mẹ đã vào chỗ nó xem sò ra thấy nó đã vào xong rồi nhưng mà đài như vậy là sản phẩm tô màu mình xong các bạn nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp cho mình like các bạn mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh đó là con ong mật để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mà sáng kia thì bây giờ mình sẽ đi về chi tiết tô màu luôn nha các bạn. Cái gì cạo được có thể khô, nó không bị đen. Sát thì là bảo để chảo cho nó
thì là nếu có cái nó hơi cháy là não có cái gì cạo được đấy kiểu là đấy nó buffet đà lạt không ăn nướng càng không ăn nướng thì là 169 nghìn một người ăn ăn nướng nướng cộng là 139 nghìn một người huyện này huyện đông anh ở nghề chỗ chợ ơi sẽ tôi nghĩ là gì sẽ là chỗ vòng chuyến nhé không nghe cái chỗ cạnh quán này nữa quán này cà phê đấy quán nghề đảo đấy khu quán đấy sẽ mà đúng không chưa ăn bao giờ nhưng mà biết rồi thì như thế là chẳng có lời gì như vậy là sản phẩm của mình đã xong các bạn thấy đẹp cho mình chỉ cần ra đăng ký kênh không bao giờ được đã dừng ghi âm cái đéo rời đời để thông báo tụ tập thì đéo nào hả Thánh nhiều biết gì đâu tụi ghét Thánh đấy này một số tính năng của bộ sưu tập có thể hoạt động bạn có thể giải phóng bộ nhớ ok mang của bạn ok đi chơi mấy hôm không được rời cứ phải đánh cái đòn đấy đánh cái đòn đấy nha ra bài hết thăm dò nghe đánh cái đòn đấy xong lỗ nghe của lỡ sớm và cái không đủ bộ nhớ hay sao phải gọi ok và cái nhận cái đoạn là ngày đấy có luôn một quán ông đang bảo ở đấy thì nó nhờ nhà nghỉ rồi nó bảo vào cái nhà nghỉ chỗ cây xăng trên Đông Xuân đấy đi qua cái hồ đấy ở trong đấy rồi đi qua cây xăng cho cái đường rẽ đi qua một đoạn rẽ bảo thì mẹ nhà nghỉ đấy chéo rồi lăng tiệu luôn đấy thành xe bãi lồn lăng tiệu rồi đấy à ở chỗ đấy nhà lăng tiệu rồi đấy nhà nghỉ đấy của anh người ăn đéo đâu mà tôi nhà lăng tiệu thì một quán ở đấy ở đấy có hai quán đây vào cái quán kia định là sẽ đẹp bãi lồn luôn kiểu như trong cây xăng luôn mà rẻ quá đẹp có hà trầm nhà lăng tiệu mới đấy mẹ không lẽ phải mấy tầng nhà lăng tiệu mới xây đấy để mẹ khi mình lại gặp nhưng mà đéo biết như hôm nay nhưng mà toàn cái người ở đấy con đấy có nhiều bọn tây ở đây ở về thuê qua đêm về đấy ra giải phết nhưng mà rẻ mà rẻ hơn như sân bè mấy cái đoạn sân bè đoạn Thái Phủ bị con mẹ mình qua đêm mình chẳng được ta làm một tiếng mà 3 giờ mới về ngủ 3 giờ về ngủ mà đến 8 giờ đã dậy hết 5 ly kia 9 giờ đến tận 9 giờ sáng hôm sau mất có 2 ly mình mất tính mình với cả nước nữa là 2 ly qua 2 theo qua đêm mà kia cũng qua đêm đây cũng qua đêm nhưng mà bên này nó gặp tuần tây nó tính qua đêm thì nó không gần sân bay mà kiểu tuần tây thì đéo nào nhỉ tính tiền qua đêm nó theo giá đấy rồi theo giá đoạn sân bay đấy rồi thì nó đã phải đúng rồi nhưng mà nó còn phòng còn không bằng ở chỗ trên Đông Xuân này nhà Đông Xuân sạch sẽ các kiểu đẹp bách lồn như vậy là sản phẩm tô màu mình đã xong các bạn nếu các bạn thấy hay thì đẹp cho mình like các bạn mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh con cào cào để gửi tặng các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Mua cho mình ly sữa để nhé. Vâng, mình nghe chị tôi nói
bón rồi bạn. Quên không ứng tiền anh ơi. Mày là thành mua mày nói bón với bạn. Em quên không ứng tiền. Mày biết mà. Em đua anh em dày em đầy tiền. Mày biết mà. Chẳng qua em quên không ứng tiền mà thôi. Và là mình vẫn ngủ. Anh Cường anh nghĩ là mẹ. Trong đầu thằng này chắc nghĩ là thằng này ngu đâu mang mua như xưa không vậy. Nhầm bị đau rồi. Nhầm để mình đi kế nhầm món rồi. Mình để một bên không tàn cũng được á. Còn kém. Em kém rồi. Có bao giờ được cầm hai mé đâu mà biết. Từ trước đến giờ chỉ biết cầm. Đã thế tổ xấu luôn. Công nhiều quá đã ám mạnh với nó rồi đi theo ám mạnh rồi tại sao từ khi đến đây anh nghe anh không dám nghe anh nghe được biết rồi tại sao nó có anh phản cảm với nó nhỉ tưởng anh em tưởng anh em ngồi với nhau lâu dài nó bắt kết tình với anh em mà như thôi bồi mi bình thường thôi. Anh quan hạ nhìn tay nghe anh bận quá anh không nắm đeo nữa. Ta định cảm giác uống mã nào cũng định bận thế. Trời ơi, hãi luôn, dùng bệnh luôn mà. Đè nó giờ gà luôn như bệnh luôn. Không nắm nghe cho nhân vật ta hạ nữa. Anh bị trò xiên với người ta không không? Chẳng trò xiên với người ta đâu. Đeo xong thì phải vệ sinh đi cho người khác đeo. Nhưng mà đúng rồi. Mượn chung, người ta đã mượn chung anh Kiên hôm đây mượn ăn rồi. Đeo xong hết pin thì không sạc vào. Trời ơi. Như em á, thấy anh Cường như thế đó. Em nó đeo tai nghe rồi, em sẽ cho anh Cường một tai nghe. Em gì bẩn thêm nữa cho anh Cường nghe. Em biết mà. Em biết tấm lòng của thầy. Biết mà nên anh cảm ơn sớm anh biết tấm lòng này anh cảm ơn anh sớm mà. Anh quá cảm ơn, quá cảm ơn anh không sạc đời nhưng mà cái dùng chung thì anh sẽ sạch sẽ cái cá nhân đồ cá nhân mình có khi là không sạch được bằng cái đồ chung mà. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình đã xong đấy các bạn thấy em thấy đẹp thế cho mình một lần như vậy mình cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều nha bài các bạn rất là nhiều. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh con bọ rùa để gửi tặng các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video này của mình. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Thôi, tận đây. Bây giờ. Mình sẽ... Anh mình lấy người các bạn ơi. Mình là thành bố của các bạn. Rất hay ạ, hôm nay được quay trở lại rồi. Quay trò chuyện cùng các bạn. Thấy rất là vui. Các bạn có nhớ mình không? Nếu mà nhớ mình thì hãy cho mình chỉ lượt là để đăng ký kênh để mình sẽ tiếp tục với biệt danh thành bố. Sẽ ra những tác phẩm, những video hay hấp dẫn cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi tôm mò đây các bạn ạ. Sao thì vẫn thế.
Mình nghe nơi tưởng đi là sẽ được vui tươi cười anh hả? À, anh tưởng để mỏi em mày nghỉ tiếp nếu chứ anh tưởng đi. Ôi trời, như cái bạn đi. À yeah. Nghĩ tâm cảnh đấy. Dọa tao ấy. Ai ra được rồi. Nó mới thấy con gái mà không thấy được cho thằng anh cho. Cái gì? Cho tôi một à. Xem được. Cho em làm đi. Tí về hỏi chị em xem ra. Đó tổ. Tí nữa em về em xem cái nhà em gửi cho hết luôn. Thì gửi xong ba con đấy sau đó em sẽ tìm. Em sẽ bảo chị em giới thiệu một người. Em chỉ sợ là xinh quá anh không có, anh không không hút được. Mày nghĩ tao thấp kém thế em? Vâng. Cuộc đời của anh cho mày xem tất cả người cũ anh bê con nào cũng xinh không? Không. Anh nhìn đâu? Mày bê con người cũ đâu anh đâu mà chắc chắn là không. Thì em bảo là không biết đấy. Mẹ với anh không được đẹp trai đâu nhưng mà với người yêu cũ anh ấy, thế không xin anh kéo là anh 8 năm cái đời. Ê xe. Nào em phải học hỏi anh này em. Mẹ có được yêu xinh biến là nó được cảm nhận cái vị người yêu là như thế nào đâu. Chưa có đứa nào với anh. Chưa đứa nào hơn là xấu luôn. Thế nhưng mà dễ. Thế nó buồn đúng không? Biết cái này mình cũng chạy. Xuyên mà không ngoan nữa là anh chỉ là vứt đi thôi, chỉ là cái đầu qua đường của anh thôi. Xuyên mà biết điều thì anh có thể hạ xuống mình xuống nước, còn không thì anh đạt được mục đích của anh rồi thì cũng dỗi đi, dỗi thì lựa ẩn. Qua đường này bước qua đời nhau lẽ. À, mình xin lỗi bạn em, mình rối loạn mỏ. Đâu đấy là mình đang chạy thằng thành bom như thế bạn ạ, không phải là mình đâu có phải ác độc với các chị em như thế đâu. Mình yêu thương chị em mà. Bò thì mất rồi các bạn. Nó ăn rồi thì nó bỏ. Còn mình trung thủy lắm. Anh xấu thế nào này. Xấu tính nghe thầy. Mình trung thủy lắm bạn ạ. Nhìn mặt mình đã biết là hạt hai chữ trung thủy trên mặt rồi. Anh nói anh chẳng biết ngượng nhỉ. Ngượng bên trong cái này nó là sự thật mà. Anh Cường lấy vợ đi em cổ. Đi về cha. Anh không phải lo. Còn bố mọi bòi phố của em làm trả gì. Anh phải trang rồi, ai chính trang rồi. Không phải phản lo anh ơi. Ở đây có 1, 2, 3, 4 9 trang ơi, 10 chép đi, nó chết. Nếu ai đi số chẵn này em. Người ta đi chăn lẻ chứ ai đi chắc chắn. Có anh nhưng có đội nào chơi 10 á. Đội nào, đội nào. Hay là em nhớ lần chữ 3, 5, 7, 9 hoặc là hơn. Người ta đi số lẻ chứ ai đi. Như vậy là tác phẩm của mình. Như vậy là sản phẩm của mình đã xong đấy bạn. Thế hè thế đẹp cho mình là các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.